Mình tin thế thì thường mình tin thế thì đấy. Mà nó say ngạo. Sáng nhà tiết say ngạo đến nước. Mai thấy trứng dụng đấy nên mình mới đi lên đây. Khoảng 2 tuần sau em đàn thì con nữa. Ơ nhưng mà Hồng đang đến ngày đúng không? Em đến ngày mà. Đến ngày sao lại xuống nước này? Không, sao cái gì chỗ nào đồ đỏ kia? Thế chị Yến đến ngày chị Yến này. Không. Hả? Không. Chị Hồng ơi, sợ ở dưới chị Yến thì cứ khép chân mà chị Hồng cứ dạng chân. Nhìn thấy à? Ờ em nhìn rõ chị dạng chân mà. Thế em mới bảo tại sao lông chị đen thế mà. Em tưởng là dưới nước không nhìn chị dạng cho em xem phát nữa cho nào. Không. Ừ. Cao xỉn hảo hạng là bài thuốc dân tộc của người ED được nấu từ rễ và lá cây rừng rất là an toàn, lành tính, hiệu quả, giúp cho anh em mình kéo dài thời gian cổ định bao nhiêu lâu tùy thích. Khi nào mà anh em muốn ra mình phải tập trung cao độ, dập với tốc độ cao mới có thể ra được và đặc biệt là không để lại tác dụng phụ. Kết hợp thêm viên kẹo bổ yếu nhất dạng của dao này sẽ giúp cho mình cứng đê cứng đét một đêm hai ba hiệp không mệt, và cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 y như lúc anh em mình chưa làm gì cả, còn tăng size, tăng kích cỡ lên một chút nữa. Inbox hoặc để lại số Zalo, em mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mình nhé.